La Thăng Sài Gòn xin kính chào quý bà con. Lời đầu tiên cho tôi gửi đến quý bà con lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chào Lê Thân Thiện, chào tất cả quý vị khán giả ở kênh Lê Thân Thiện luôn nha. Thưa quý bà con, sở dĩ hôm nay tôi làm clip này thì tôi cũng không muốn là gửi riêng đến là Lê Thân Thiện cùng một số bà con mà khán giả ở kênh Lê Thân Thiện. Thì vấn đề đầu tiên tôi muốn nói ở đây đó là cái sự việc của Tình Loan. Thì nói chung thưa quý bà con, sự việc này cũng đã lâu rồi. Thì có thể trong clip này có một số bà con mới vào thì tôi cũng trình bày lại cái sự việc đó là cái thời điểm mà dịch bệnh ở tại Sài Gòn. Thì Lê Thân Thiện có nhận được cái sự trợ giúp của một số mạnh thường quân để gửi đến cho Tình Loan một cái khoản tiền. Tuy nhiên là sau một thời gian dịch bệnh hết thì ở Tình Loan có gặp tôi và có chia sẻ là khoản tiền mà Lê Thân Thiện gửi đến cho Tình Loan là không đúng như cái số tiền mà Lê Thân Thiện công bố cộng đồng. Vì sao? Vì là Lê Thân Thiện trừ một số cái điện thoại mà như lời của Tình Loan là nó là điện thoại đó là chính Lê Thân Thiện mua, nhưng Lê Thân Thiện nói rằng điện thoại đó là của Mạnh Thường Quân cho, nhưng sau này thì Lê Thân Thiện trừ tiền lại số điện thoại đó. Và điện thoại này như mà Lê Thân Thiện khi trao là nói là điện thoại của Mạnh Thường Quân ở quận 7 cho bốn đứa bốn cái, nhưng thực sự ra sau này Lê Thân Thiện trừ từ cái tiền điện thoại của hai em này, và số tiền Mạnh Thường Quân gửi là 21 triệu mấy trăm đó, nhưng thực sự là Tình Loan chỉ nhận được là mười mấy triệu thôi, vì trừ 5 triệu mấy ở tiền điện thoại. Tuy nhiên thưa quý bà con thế này, cái sự việc đó thì nó kéo dài một thời gian khá dài. Đáng lý tôi không muốn nhắc nữa và tôi không muốn nói nữa vấn đề này. Thì tất cả những anh em mà nếu có cái tấm lòng thì mình đi giúp bà con trên cái tinh thần là tự giác, đúng không? Không ai ép buộc anh đi giúp, không ai ép buộc anh làm việc này việc kia cả, mà đó là anh tự nguyện anh đi. Mà đã tự nguyện đi thì tất cả những cái nó phải rõ ràng, đó là cái số tiền của Mạnh Thường Quân cũng phải rõ ràng, trừ khi anh bỏ tiền túi của anh ra anh cho người ta thì anh không cần phải rõ ràng. Và khi mà anh đã nhận được một đồng tiền của bà con mà nhờ anh chia sẻ đến những mảnh đời bất hạnh thì anh cũng phải rõ ràng, vì đó là cái danh dự của anh nó nằm trong cái khoản tiền như thế. Nếu anh không rõ ràng thì thực sự cái niềm tin của Mạnh Thường Quân đối với anh càng ngày nó càng sụt giảm, thì những người họ cần cứu mang, cần hỗ trợ cực kỳ rất khó khăn. Vì sao? Họ mất cái niềm tin vào những cái câu nói như anh và như một số bạn khác nữa. Nếu mà các bạn và các anh nó không rõ ràng như thế, cho nên cái thông qua cái sự việc Tình Loan thì sau khi mà Tình Loan cũng đã lên kênh của tôi có những cái phát biểu như thế thì tất cả các clip bây giờ nó vẫn còn như thế, vẫn còn ở trên kênh của tôi. Cho nên là tối hôm tôi có thời gian tôi xem lại cái clip mà Lê Thân Thiện quay lại Tình Loan cái lần cuối cùng nhất, thì Lê Thân Thiện có hỏi rằng là lý do thế nào điện thoại nó cháy đồ thế nào đó. Thì thực sự ra cái vấn đề đó với tôi nó không quan trọng, và Lê Thân Thiện có nói rằng có dành cho tôi một đặc ân để mà gặp Lê Thân Thiện bất cứ lúc nào, cái thời điểm nào, thì với tôi nó cũng không quan trọng. Vì cái chúng ta phải xác định rõ ràng thế này, mình đi giúp đời, giúp người bằng cái tâm. Nếu mình giúp đúng thì cái tâm mình nó tịnh, tâm mình nó lành, thêm phước báo. Còn mình giúp sai hay là mình dùng một số cái thủ thuật để mà mình gọi như là có những cái động thái lạ lạ ở sau thì thực sự ra cái đó là cái tâm mình ngủ nó bất an. Cái vấn đề lương thiện đi giúp người thì thực sự không sai, nhưng mà đừng bao giờ để cho dư luận có những cái câu hỏi đặt ra như thế, vì thực sự cái sự việc này đã có một thời gian khá dài chứ không phải nó mới đây. Mà nó đã sự việc nó đã chìm đắm rồi thì Lê Thân Thiện lại đi moi lại hai đứa này để mà tìm hiểu lý do nguyên nhân và lên cộng đồng mạng giải thích. Tuy nhiên là bây giờ nó thực sự đúng hay sai nó không còn quan trọng, nó không còn quan trọng, mà quan trọng Lê Thân Thiện phải giúp như thế nào
hai đứa này sau khi gặp Lê Văn Thiện là cái tâm của nó có ăn hay không, rồi cái nó có làm lại từ đầu được hay không, nó có là cái như là cái động lực, cái niềm tin, hay là nó phải dựa dẫm vào mạnh thường quân, nó dựa dẫm vào cộng đồng mạng. Vì quý vị thấy đó, nó lên cộng đồng mạng là rất nhiều xem, rất nhiều người xem nó, chứ không phải mỗi mạnh thường quân, mà nó lên nó chào mỗi mạnh thường quân ở nhà hảo tâm, thì chứng tỏ rằng trong thâm tâm của nó đang cũng trông mong vào mạnh thường quân, đang trông mong vào cái những nhà hảo tâm. Giúp người thì mình giúp đúng cái thời điểm đấy, và giúp cho bằng cái tâm, chứ không phải giúp rồi để khi xảy ra một sự cố nào đó, để có một cái tiếng vang nào đó thì lại đi xác minh lại một vấn đề mà đi nói nhiều lần, thật sự nó cũng là không có hay lắm. Thì mình càng đi giải thích thì nó càng lòi ra những cái điểm mà nó có những cái nó không hợp lý. Cho nên hôm nay tôi cũng làm cái clip này, tôi gửi đến Lê Văn Thiện cùng tất cả quý bà con mà đã xem ở kênh Lê Văn Thiện, và quý bà con đã từng xem ở kênh Lăng Thành Sài Gòn, cũng có những cái hướng nhìn thế nào cho nó hợp lý. Thì cái hành động của Lương Thiện thật sự nó không sai, đi giải thích, đi minh oan cho mình thật sự không sai. Nhưng cái ở đây tôi muốn nói rằng, khi một sự việc nó đã chìm lắng xuống, nhưng anh đi moi lại, anh đi moi lại, thì cái sự việc đó nó sẽ sinh ra có rất nhiều cái dấu hỏi. Mà dấu hỏi chúng ta đặt ra thế này: tại sao đúng cái thời điểm mà anh không lên tiếng, cho đến bây giờ cái sự việc nó đã xem như là kết thúc. Khi tôi đã không nói cái sự việc này, xem sự việc này đã kết thúc, nhưng mà Lương Thiện vẫn là đi tìm hai đứa này để giải thích, giống như đi dựng lại một hiện trường của sự việc. Nhưng quý vị cũng thấy rồi, cái người ta cần là cần cái sự thật, cần cái sự thật. Anh giúp như thế nào, có đúng như thế hay không, hay là có những vấn đề nào hay không, thì anh phải giải thích kịp thời. Cái thời điểm bây giờ thật sự ra, thưa quý bà con, nó cũng đã thời gian cũng đã cái như là 4 5 tháng mà đi quay lại giải thích một vấn đề, thật sự quan điểm tôi thấy nó không hợp lý nữa, và tôi không cần thiết nữa. Đó. Không biết quý bà con có còn thắc mắc, quan điểm tôi không còn thắc mắc gì vấn đề này. Giờ cái sự việc Tình Loan nói đúng hay nói sai, hay là nói như thế nào chăng nữa, với tôi nó không còn quan trọng. Vì tôi muốn rằng tất cả chúng ta cùng chung tay để giúp những người bất hạnh hơn mình. Giúp như thế nào để cho những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm, họ nhìn vào đó, họ còn đặt cái niềm tin, để sau này chúng ta có vấn đề gì mà cần đến họ, thì họ sẵn sàng, họ hoan hỷ, họ vui lòng, họ tiếp tế cho chúng ta kịp thời, để chúng ta làm cái cầu nối để chuyển đến những người bất hạnh, những bà con mà cần sự giúp đỡ thật sự. Chứ không phải là đồng tiền mạnh thường quân, không phải là đồng tiền từ trời rơi xuống, mà đồng tiền đó họ lấy từ cái mồ hôi nước mắt công sức của họ bỏ ra, để họ có những cái khoản thặng dư, để họ gửi cái niềm tin, để họ gửi cái lòng từ của họ đến những người bất hạnh, cùng nhau chia sẻ vấn đề đó. Đó là một cuộc sống hạnh phúc. Và tôi muốn rằng thông qua cái clip này, thì tôi cũng gửi đến Tình Loan. Thì trong cuộc sống có rất nhiều cái cạm bẫy, có rất nhiều cái chông gai, nhưng mình đứng lên mình đi, đứng lên mình đi, mình đừng bao giờ dựa dẫm bất kỳ một một ai cả. Bản thân mình không tin được thì đừng bao giờ tin bất kỳ ai, và mình nên đứng bằng chính đôi chân của mình. Mình đi để mình trưởng thành. Nếu mà mình không đủ khả năng để giúp cho những người xung quanh, giúp cho người thân bên cạnh, thì ít ra mình cũng đủ khả năng để nuôi sống bản thân mình. Tuổi còn trẻ, tương lai còn dài, đừng bao giờ bất chấp, đừng bao giờ bất chấp, mà có những cái hành động, những lời nói nó sai, rồi đứng lên cộng đồng mạng biện luận, thực sự tất cả những cái đó nó đã quá muộn màng. Nhưng quan điểm của chú là chú đánh người chạy đi, không đây ai ai mà đánh kẻ chạy lại cả.
cũng rất muốn cho các con một cơ hội, cũng rất muốn cho con có một cái điều kiện để mà nó ít ra nuôi sống được bản thân. Nhưng thực sự ra cái thời gian vừa rồi thì các con làm chú là thất vọng quá. Cũng là cái sự việc đó, cũng chính các con nói ra, cũng sự việc đó, chính các con đạt được, cũng sự việc đó, các con nói những cái mà như quan điểm của chú là chú không thể chấp nhận được. Thì khi chú không chấp nhận được thì chú cũng không muốn nhắc lại sự việc này, nhưng các con cứ lên trên mạng và cùng lên thiện đi những cái lời giải thích phân bua, thì với quan điểm của chú những vấn đề đó nó không đúng. Mình còn nhỏ phải học như thế nào, lời nói giống như đinh đóng cột, nói phát một, đừng bao giờ một sự việc mà nói hai ba lời, và đừng bao giờ đứng núi này trong núi nọ, đừng bao giờ gặp người này nói một đường, gặp người kia nói một nẻo. Vô hình chung các con đang đi bán đứng cái uy tín và danh dự của con, cuộc sống của con còn dài. Và tôi muốn gửi riêng ở đơn thiện vấn đề này, bạn nói bạn cho tôi một cái đặc quyền gặp bạn bất cứ lúc nào, điều đó tôi cảm vô cùng cảm ơn. Nhưng cái đặc quyền đó với tôi là nó không cần thiết. Đấy. Với tôi nó không cần thiết. Vì có thể với người khác gặp bạn là một cái điều bạn cho đó là may mắn. Nó may mắn để mà bạn có thế này thế khác. Nhưng quan điểm của tôi, những cái mà bạn cho với tôi là không cần nữa. Và tôi xin là kết thúc clip ở đây. Chúc tất cả quý bà con là chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong sống.